Nhằm cập nhật kiến thức cho đội ngũ y bác sĩ trong và ngoài khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hôm qua ngày 8 tháng 9, Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ phối hợp với các bác sĩ đến từ Cộng hòa Italia đã tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật tim nội khớp ứng dụng trong điều trị thoái hóa khớp. Khớp gối là vị trí thoái hóa phổ biến trong bệnh thoái hóa khớp ngày nay. Việc ứng dụng rộng rãi kỹ thuật tim dịch khớp nhân tạo là một bước phát triển trong điều trị bệnh lý này. Trước đây, người bệnh chỉ sử dụng các loại thuốc giảm đau, các thuốc kháng viêm thông thường nên luôn gây các tác dụng phụ, có hại đến sức khỏe như loét dạ dày, xuất huyết tiêu hóa, thậm chí có hại trực tiếp đến sụn khớp. Không chỉ giúp nâng cao tay nghề của đội ngũ y bác sĩ, mục đích lớn hơn của khóa tập huấn này là triển khai nhanh chóng kỹ thuật tim dịch khớp nhân tạo cho bệnh nhân ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, mở ra triển vọng về phương pháp điều trị thoái hóa khớp ít xâm hại, ít gây biến chứng, đơn giản và hiệu quả.